Ôi ông ơi, em ơi, ngoài chạy đâu? Ôi ông ơi, em ơi, ngoài chạy đâu? Wow wow wow, ôi cái to, wow cái này to chưa em ơi, phê mày, ơi rồi, wow mày chạy đâu? Các bác ơi. Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Fishing nhá. Hôm nay dẫn anh em đi đánh nướng lợ các bạn ạ. Lâu rồi toàn đánh nướng ngọt thôi. Hôm nay đánh nướng lợ đi. Đây, bình thường thì như mọi lần thì các bác xem video thì em thường đánh ở bờ bên kia. Khi mạn ở bên kia hát sang thì các bác kìa. Trước là đánh cá chép, đầu năm đánh ở mạn kia kìa. Nhưng mà đợt này người ta cuốc hết các bạn, cuốc tung hết cả bờ lặng rồi. Thành ra là không câu nữa. Đấy, mất cái vị trí đẹp. Hôm nay thì em đánh ở bên trong rừng các bạn. Không đánh ở ngoài sông thì thật ra nước nó cũng vào đây cả thôi. Đấy, nó cũng là chung mấy lại cái dòng này vào đây cả, nhưng mà nay em đánh ở mạn bên trong này quá nhá. Đây, chỗ đánh thì nó ở ngay đây các bạn. Hôm nay thì đẹp luôn. Nước lợ. Thì ở trong đây nó là nước nợ các bạn. Nước nợ thì đánh nói chung là nó có cá nó đa thể loại lắm, đa dạng lắm. Đây các bạn nhìn nước đục ngầu này. Không phải nước ngọt. Nước ngọt thì cá không thể ngon bằng cái bọn ăn nước nợ được. Cái này gần như ta gọi là cá hai nước các bạn, ăn nó rất là sướng. Đấy, hôm nay thì đánh ở bên trong này đi. Đi, bây giờ phải đi sâu trong đây các bạn. Em đánh tận trong đây chứ không đánh ở thiệt này. Điều này thì nói chung là nó cũng đẹp đấy nhỉ. Rồi, chỗ này nó rậm rạp quá các bạn ạ. Đi mãi rồi cũng đến vị trí rồi. Đây, em giải ô đấy sẵn này. Giờ chỉ có ngồi phật đây các bạn ạ. Về chưa? Đấy chà. Thì hôm nay là cơn bão số 3 các bác ạ. Nó mưa cả đêm qua, đường xá chỗ em nó lụt hết rồi. Nay nước ở đây nó cả bập luôn. Nên là mát trời thì cũng đi câu tí các bác ạ. Này, nay em đi em phải chơi cả ủng mê quần áo mưa các kiểu các bác này. Trời đang mưa, sợ nó mưa bất cứ lúc nào đấy. Đây em vừa thì nhìn cái chỗ này nó cũng tương đối là đẹp. Đánh ngày cái bụi cây anh em ạ. Đây, quay cho anh em xem. Đây các bác này, bờ bụi nó rậm ra dài đoàn. Nói chung là mình đánh ngay chỗ bụi chân có anh em. Chỗ này là em thấy là ok đấy các bác ạ. Đấy, cá còn hôm nay khả năng nếu đi câu tập này dễ được cá chép lắm. Ông này em ơi, wow, bự bự các bác ơi, ai nhá, con gì đây, vô các em ơi, đẹp quá, wow, con này to các bác ơi, hình nó đè lún phát ta, ui, cái bóng rồi, ui, được con hàng bóng mất rồi, này đóng mát thật, phí quá các bác ạ. Bọn này bây giờ nó đang cuốn ổ nó vào nhá các con này anh em ạ. Ồ, vừa em xả dày lắm. Xuống nữa anh các bác ạ.
cổ này xả mồ hôi dày luôn. Bọn này giờ là thắng vào con cá con rồi. Kinh đẻ vẫn đẹp thật. Tao mà. Trời sao mưa nữa. Mưa gió mát rồi này mà nói chung là cá nó cắn kém lắm các bác ạ. Bây giờ ăn trưa đó anh em ạ. Ăn trưa đã, hôm nay em mua một cái bánh trung thu. Đấy. À, bữa trưa em là một gói cơm cháy một cái bánh trung thu các bác ạ. Mình ăn trung thu sớm anh em nhé. Không biết có bác nào như em đặc biệt em chỉ thích ăn bánh nhân thực thập cẩm các bác ạ. Cái món đậu xanh đậu xiếc là không thích. Tải thế này, thích ăn thập cẩm này. Rồi các bác ăn bánh mèo vậy nhá. Ngon thế. Nhân này nó phê phết các bác. Ngon. Đặc biệt cái nhân đậu xanh em ăn cái kiểu quái thì em lại không thích một cái loại này, hết buồn cười. Nhiều người nghiện đậu xanh. Mỗi người sở thích. Phào đẹp lắm anh em ạ. Này mở đài cho phát thì tuyệt vời. Ông ơi em ơi, ngoài chạy đâu? Ông ơi em ơi, ngoài chạy đâu? Wow. Ôi, cái này to. Wow, cái này to chưa anh em ơi? Phê. Mày. Ôi giời. Wow, mày chạy đâu? Các bác ơi. Con này to. Ui, ôi, cá vừa các bác ơi. Ui, con này phê, con này phê. Vừa các nhau ơi. Ai à. Mày chạy đâu? Con này nó vào nó đẻ cá con các bác. Nó đẻ cá con. Ủa, chạy đâu, ăn đúng một chùm nữa thế này thì mày chạy bỏ mắt. Phê quá. Để nó nuôi lên các bác ơi. Nuôi lên. Khỏe đấy, con này khỏe đấy anh em ạ. Đít phê thật. Gì các bác nhìn ra, con này nó được của nó đấy nhỉ, phê chưa? Ôi nó mắc vào cái cây rồi, nhớ gỡ cẩn thận nó lôi lên. À, ra rồi, đã chưa các bác ơi?
vào đây. Để em lôi lên các bác ạ. Thế. Vào đây, vào đây. Ôi nó mắc, nó mắc. Rồi, rồi. Con này to đấy anh em ạ. Wow, wow. Đã. Ừ, con này nó đẹp. Quả đẹp quá các bạn ạ. Đang ấy nó bất chợt nó tụt phân bất luôn. Này, anh em ơi. Nó đang kéo nó đẻ với bụng phát mất nước phào còn phê chưa. Nên nó đang bảo ăn cá con các bác ạ. Ê, công nhận đầu con vợ phê thật. Nói cho rõ các bác ơi. Này, xịn chưa. Phê. Bao nhìn to hay không ạ. 20, 40, 45cm các bạn ạ. Được nó đấy, cho túi đó. Phê quá các bạn ạ. Hùng con này nó đẻ sướng thật. Vào đây. Quá đã luôn. Nó đang cứ tăm ghé vào mỡ này, phân mất hình luôn các bác ạ. Phê thật. Ý giời, cho bác xem. Mỹ mãn luôn các bác ạ. To đấy, con này to đấy. Ý giời. Cho anh em nhìn. Rồi, mỹ mãn luôn. Phê chưa. Thôi, đánh tiếp qua thôi. Đánh ổ này nó rất là hay các bạn ạ. Đánh ổ rất là hay. Đôi khi những con không hào ăn mà vẫn chết như bình thường. Đấy, đánh đục nó có một cái đặc điểm hay như vậy. Đánh đơn đài thì nó khó. Còn nó đánh đục thì cứ đè qua chục là nó chết rồi. Thành ra cái bọn này chỉ đi qua chục cái đè quá là dính luôn. Phê thật. Đánh ổ nó sướng các bạn. Em xuống mồ xuống lưỡi luôn này. Không bóng mồi nữa. Để vừa đánh đây nó rất nhiều mồi dưới đây đấy. Tầm này tầm gần 2 giờ các bạn. Đi từ 8 giờ 2 giờ giờ đầu phát này cũng rất là phê ý nghĩa. Hơi lạy ổ nhỉ. Mặc dù nào đến tận giờ chiều mới có hàng vào mà đánh cũng thấy sướng. Đấy. Tuyệt vời mất rồi. Anh em mà thấy nó rất nhiều cá con luôn, nó chỉ hơi mím mím mà nó không thể đè, toàn cá con vớt vào năm đấy. Cái này chỉ trông chờ sao có con vượt nó vào, nó thịt bọn này thì mình ăn được rồi các bác ạ. Rất nhiều cá con. Phào cứ dập lại thôi. Giờ bất chợt mà nó tụt mất hình nhỉ. Ôi trời ơi, phê. Gió to quá các bác ơi. Các bác nhìn này, ở đây cá con nó nhiều lắm anh em ạ. Nó cứ nó tầm tầm nó bỉa bỉa xuống rồi nó không đè được phao. Giờ em chỉ mong có con cá vược là nó đè cho em thôi. Cứ nháy nháy lại thôi thế mới bực mình chứ. Nó tiềm mặt nước rất nhiều luôn các bác ạ. Nó cứ bỉa bỉa mặt nước. Đó, nhìn. Đó, chỉ mong con cá to vào đè. Đấy, nháy nước. Thôi bây giờ muộn này nó thu đồ về các bác. Hôm nay đầm một con rất là to. Nó vừa đánh bùm bùm bay cả xuống thế này. Để em chắc lên. Đánh hẳn xuống dưới đây. Khỏe lắm các bác. Dù có vượt nhưng khỏe lắm. Con này thì nói chung là ngon luôn. Để em đổ các bác xem. Thành quả của em cả ngày nay các bác này. Con này bự. Con này chắc nó cũng phải đồng hồ khoảng 2 cân đấy. Nó kéo rất là phê luôn. Nói chung hôm nay trời nó sau bão nên thời tiết nó hành trời này khó câu. May là được con này nó rất là phê đấy. Này không đóng em tôi phi nào.
Đây anh em này, con này chắc là tầm 20, 40 cả đuôi 60. Nói chung là đầm con này cũng rất là phê rồi. Về hai vợ chồng nấu rêu là quá hợp lý các bạn ạ. Nhìn cá nó gầy nó đói. Wow, tuyệt vời.